lời lời nói đầu tiên, Cao Nguyên xin kính chào đến tất cả mọi người, xin chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe. Thì cũng chỉ còn tầm khoảng 10 ngày nữa thôi thì bắt đầu là bước qua năm mới 2022 âm lịch. Thì mai mình đã xuống lá và để mà nở những cái bông tươi thắm tô điểm cho ngày Tết. Thì hôm nay Cao Nguyên tiếp tục chia sẻ và cũng như là thay lời cảm ơn đến tất cả những anh em đã ủng hộ bên mình để mà biết cách từ đây đến ngày nở bông của cây hoa mai được đẹp hơn, chống cái tình trạng rụng nụ sớm rất là uổng ha mọi người. Thì chỉ còn một thời gian ngắn ngủi để chúng ta chuẩn bị cho cái cây mai chúng ta nó thật là đẹp thôi. Thì mấy anh em nhầm khi không có cái kinh nghiệm để mà chúng ta biết thì hổm gà mình cũng đã giao lưu rất là nhiều rồi. Thì nay là thay lời cảm ơn tất cả mọi người, chỉ nói một cái thời gian ngắn ngủi thôi nhưng mà nó chứa đựng biết bao nhiêu cái tình cảm và cái kinh nghiệm xử lý cây mai trong đó ha. Thì trên tay Cao Nguyên đây cầm hai cái gói mà để mà dưỡng nụ mai tiếp tục khi lật lá, giống như những cái mai của mình ở đây phía sau nè mọi người thấy không, nụ rất là thành thục và rất là to, mới cũng chỉ lật lá một hai ngày nay thôi thì cái nụ nó rất là to và thành thục. Lý do là chúng ta đã đưa những cái loại phân đầy đủ vô và nó nở rất là đẹp ha, bự to. Còn bây giờ thì sẽ đây là hai cái loại mà chung quy lượng để mà chúng ta tới. Thì đây là trên tay hai mình, đây là hai cái hãng khác nhau ha mọi người. Có thể là chúng ta tới đây hả, Canxi Bo ha, Canxi Bo hả. Thì mình sẽ nói sơ qua cái hai cái loại này. Thì canxi nó nằm ở trong trung lượng và bo thì nó nằm ở trong quy lượng. Thì canxi nó làm cho cái mà nụ đồ nó không có bị mà bị hư, bị nứt hay bị sượn ha mọi người, và nó nở và nó đẹp, nở ra đẹp nó canxi, và nó giúp cho cái vết ngăn từ cái nụ ở tế bào nó sẽ hình thành nên một cái vết ngăn, nó làm cho cái vết ngăn đó nó cứng lên và cái liên kết tế bào của cái nụ nó được tốt hơn, nó không có bị mà hư, nó rụng. Giống như những cái trái cây ăn trái thì nó thường có hiện tượng nứt rồi đó mọi người. Thì canxi nó sẽ có tác dụng là nó làm cho cái trái đẹp và nó liền lạc hơn, nó không có bị nứt hư sượng. Thì canxi nó sẽ phối với bo, còn bo nó có tác dụng đó là nó dẫn thức ăn từ ở những cái cành và bộ rễ lên tới cái nuôi cái nụ chúng ta nó được nhiều và mạnh hơn. Vì thế mà bo nó sẽ tham gia vào cái quá trình chống rụng nụ của chúng ta ha. Đó thì đó là hai cái tác dụng tuyệt vời của chung quy lượng này. Thì mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người để nó phun. Thì trên tay mình đây là hai gói, hai hãng khác nhau, sử dụng cái nào cũng được hay mọi người. Đều là canxi bo nè, giúp cho lớn trái nè, rụng trái nè, thấy không, trái lớn và bóng trái đó, đều để những cái trái rất là đẹp, một màu đỏ và một màu xanh. Thì đây là canxi bo nó. Ngoài ra thì bên cái canxi bo này thì nó có còn bổ sung thêm cái thành phần đó là sắt nè, mangan nè, đồng ha, kẽm. Còn bên đây thì nó có cái mà hữu cơ luôn. Nó hai cái chúng ta có thể lựa chọn ha, canxi bo đây. Mọi người thấy không? Rồi, thì đó là mình chia sẻ để mà thay lời cảm ơn tất cả mọi người đã mua mai và ủng hộ bên mai bên Công Nguyên ha. Thì anh em có thể định kỳ một tuần chúng ta tưới một lần và tưới đến ngày tưới tầm khoảng chừng hai lần thì chúng ta ngưng là ok. Cây nó đã có đầy đủ dinh dưỡng để nó nuôi nụ và nó lớn và nó không bị chống rụng nụ qua. Đặc biệt là cúc 150 cánh rất dễ rụng, khi mà tưới vô không sẽ không rụng ha mọi người. Đồ tuyệt vời khi mà chúng ta sử dụng đến mà cái vấn đề chung quy lượng đó. Thì mình lên video này để chia sẻ tất cả mọi người đã mua mai bên mình để biết những anh em, đặc biệt là những anh em chưa có kinh nghiệm nhiều, muốn mua có một cây mai tốt để chơi và nó chăm nó thường hay bị rụng nụ thì chúng ta có thể sử dụng canxi bo. Thường thì chúng ta sẽ phối vô phân luôn, nhưng mà bây giờ đây là cái thời điểm gì đốt cháy giai đoạn đó và chưa có từng tưới thì chúng ta nên tưới liền vô để mà đảm bảo cho cái cây mai chúng ta nó được hoạt động tốt hơn ha mọi người, và nó nở bông đẹp hơn, màu sắc tươi sáng ha. Đó là một số cái vấn đề mà Cao Nguyên muốn chia sẻ và gửi đến tâm tư tình cảm cũng như là chia sẻ cho tất cả những anh em đã mua mai mình để chơi Tết ha. Rồi thì đây là hai cái gói canxi đó, mình đã giới thiệu một số cái mà thành phần rõ trơn rồi đó, và cũng như là cái tác dụng của từng loại đó. Và cái thứ hai là chúng ta nên tưới vào buổi sáng sớm ha, tưới vô gốc ha mọi người. Thì cái mỗi một viên này chúng ta pha tầm khoảng, nếu mà cây lớn thì 20 lít nước và cây nhỏ là 40 lít nước ha mọi người. Đó, cây lớn 20
cây nhỏ 40. Rồi thì đó là những cái nội dung mà Cao Nguyên muốn chia sẻ cho tất cả mọi người trong cái ngày hôm nay. Một lần nữa Cao Nguyên xin chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe.